Phật, Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại bi tâm đại lợi ni. Nam mô A Ca Đắc Na Ra Ra Dạ Gia. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thứ Bát Ca Gia Bồ Đề Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tác Bạn Đa Phật Về Sổ Đắc Na Đắc Cỏ. Nam mô Tất Thiết Phật Cỏ Y Mong Nguyên Di Gia Bà Lô Kiết Đế Tát Quật Ca Lăng Đà Bà. Nam mô Đà Ra Thiên Đi Đây Rị Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tát Bà Ta Lô Dư Bà Thệ Viện Tát Bà Tát Nam Ma Bà Gia Ma Phật Tự Tô Tất Địa Phan Ha Bà Lô Ha Lô Ca Hệ Ta Ta Đế Dư Rị Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏ Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Ha Ma Ha Ma Ha Ma Ha Ma Ha Ma Thiên mong độ lâu độ lâu Phật sa gia đế ma ha Phật sa gia đế đà ra đà ra địa đi đi các Phật ra gia gia ra gia ra mà Phật ma ra một đôi lại thất na ra sâm một ra sa lại một ra một năm bằng ra sa nhau lo lo ma ra lo đề ta ra tất đề tất đề tốt lo tốt lo bồ đề giáo bồ đề giáo bồ đề giáo như thế thì ra na ra cần thì đi đi xuất liên ma ra ma ra ta ba ma ra ta ba ma ta cũng lại vô đây các bạn đây là ta ba ma ra ma ra ta ba ma tất cả ta ra một cái gia ta ba ma bạn đa ra bạn là già ta bạn các tiền đô bạn đa ra bạn là già ta bạn ha. Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Và đệ tử pháp danh Như Vũ pháp tự Giác Lợi hôm nay với lòng thành kính về miếu phụng sự tâm bảo trong dầu được đèn bậc nước thắp hương thỉnh bông về miếu chân nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi sát xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con trên Zalo Thân Tâm Thường An Lạc gia đạo được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi tai qua nạn khỏi nghiệp chướng tiêu từ lòng thành Phật đạo của nguyện cho mọi công việc chi tiêu đều được hoàn thiện thành đây thị thí nga ở dân lụa tai qua nạn khỏi nguyện nghiệp chướng tiêu từ lòng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật vinh độ cho những dân lụa phú giáo Bình Dương sinh 1968 tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi sét. Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Rồi mến chào tất cả bà con cô bác ha. Hôm nay giác lợi về miếu phụng sự Tam Bảo. Giác lợi về phụng sự Tam Bảo rồi con. Nãy giờ giác lợi quét dọn lau chùi. Châm dầu đốt đèn rót nước thắp hương chưng bông chưng bình bông xong rồi đó con chưng bông xong rồi nay có bình bông cho nên chắc là chưng lẹ mấy bông kia chưng sẵn rồi cho nên là nay có bình bông chắc là chưng bông bình cho nên chắc là cũng khỏe rồi châm dầu đốt đèn rót nước rồi đảnh lễ bà rồi cũng nguyện xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em cũng đã xong giác lợi thành kính thành công nguyện cầu chúc cho tất cả bà con cô bác anh chị em bước qua ngày cuối tuần đầu tuần may mắn làm ăn gặp nhiều được thuận lợi tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật nguyện xin Tam Bảo chứng minh nguyện xin Đức Mẹ Lục Bà Năm Mẹ Ngũ Hành các vị long thần long thiên hộ miếu đèn trời soi sét chứng minh cho lòng thành kính của con nguyện xin ai thấy được video này thấy được kim thân Đức Thế Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành ai bị tam tai phạm thể tế hướng về Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành nguyện cầu xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành độ cho chuyện lớn quá nhỏ chuyện nhỏ quá không làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi giác lợi vô giác lợi xin cái lộc cho bà con ha. Hôm nay giác lợi về miếu phụng sự Tam Bảo giác lợi chưng bông thỉnh bông. Hôm qua giác lợi có xin cái video trực tiếp Năm Mẹ Ngũ Hành với Đức Mẹ Phật Bà số thầy xăm là 4664 rồi con 4664 qua về miền Bắc 46 về miền Nam 46 về miền Trung gì đó 4664 về miền Trung quá tai miền Trung miền Bắc cho bà con luôn ha qua giác lợi xin cái thầy xăm trực tiếp mà giác lợi xin bên kênh Thành Tài Giải Trí của giác lợi xin trực tiếp lúc 5 giờ sáng ở miếu đây xin Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành đó bà con bà rất là linh thiêng qua giác lợi xin số thầy xăm trực tiếp giác lợi xin số 4664 gì đó có cái lọc hôm nay giác lợi về phụng sự Tam Bảo châm dầu đốt đèn giác lợi mới về chân bông xong bông nó chưa kịp rút nước rồi con một bình bông như vậy là thành hai bình nha bà con đó, ở dưới là 10 bông ở trên là 10 bông hai bình bông mới vô được bình bông này nha bà con lưới hai bình bông mới vô được bình bông như vậy nếu mà chân kiểu cao thấp vậy là hai bình bông mới vô được bình bông như vậy nó để lắc rút nước rồi bắt đầu nó nở ra bung nó đẹp
bông nó hơi khô quá. Một bình bông vậy là thành ra hai bình mới vô một bình, hai bình mới vô một bình vậy đó bà con. Nam mô A Di Đà Phật, thọ giác lợi xin cho bà con một thể sâm ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con pháp danh Nguyên Vũ pháp tự giác lợi cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính lại Đức Mẹ Phật Bà, con kính lại Nam Mẹ Ngũ Hành, con kính lại các vị Long Thần Long Thiên Hộ Miếu. Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay lúc 5 giờ sáng con về miếu phụng sự Tam Bảo, quét dọn châm dầu đốt đèn đốt nước chân bông. Con nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành các vị Long Thần Long Thiên Hộ Miếu xin chứng minh cho lòng thành kính của con, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành ban cho một thể sâm may mắn, một thể sâm cầu được cái tài cái lộc ngày thứ hai đầu tuần ngày 18 tháng 3 năm 2024 âm lịch là ngày mùng 9 tháng 2 năm Giáp Thìn, ngày thứ hai đầu tuần. Con xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành ân điển cho ban cho một thể sâm cầu cái tài cái lộc. Số trong thể sâm có cái lộc trùng khớp với đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau miền Nam là chính, sau nữa miền Trung miền Bắc, để cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần. Xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành ban cho một thể sâm tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi số thể sâm dương luôn, số thể sâm dương ngửa lên luôn ha. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số thể sâm con cũng quay vào trong con trình lễ Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành. Con xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành độ cho số thể sâm này có cái lộc chính xác ngày thứ hai đầu tuần, trùng khớp với đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau, đương có miền Bắc miền Trung. Xin Đức Mẹ Phật Bà đèn trời soi xét chứng minh, xin độ cho số thể sâm này cầu được cái tài cái lộc may mắn. Và con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành cho con xuống bàn thổ công chư vị thần linh, chư vị thần địa thần tài, con xin thêm một cái sâm mới cho bà con cô bác có thêm được cái sự lựa chọn mới. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy giác lợi xin chư thần chư thánh chư vị thần linh chư vị thần địa thần tài cho bà con một cái sâm ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại chính phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lại ngài thần hoàng bổn cảnh cùng các vị tôn thần, các vị tổ thần. Con kính lại chư vị thần địa thần tài, cho con kính lại ông bà binh gia binh tướng của bà. Con kính lại ông bà Sơn Thần Thủ Địa, ông bà Tà, hai bên Tà Hữu Miếu Bà. Nam mô A Di Đà Phật. Con pháp danh Nguyên Vũ pháp tự giác lợi, hôm nay về miếu phụng sự Tam Bảo thành tâm, nguyện xin chư vị ban cho một thể sâm may mắn, một thể sâm cầu cái tài cái lộc ngày thứ hai đầu tuần, trùng khớp với đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau, đương có miền Bắc miền Trung, ngày mùng 9 tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Dương lịch là ngày 18 tháng 3. Xin ban cho một thể sâm tốt, một thể sâm cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần, để giúp cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái ân đức của các ngài độ ban cho ngày thứ hai đầu tuần được cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Xong, con cũng quay vào trong con trình lễ chư thần chư thánh chư vị thần linh ông bà binh gia binh tướng của bà, nguyện xin ông bà binh gia binh tướng của bà đèn trời soi xét, xin độ cho số thể sâm này cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần, có cái lộc lớn trùng khớp với lại thành phố Đồng Tháp Cà Mau miền Nam là chính, sau nữa miền Trung miền Bắc. Xin ân điển độ ban cho về chúng ngày chúng giờ để cho bà con được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin để vào trong đây, con xin ông độ cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện xin ban cái phước cái lộc cho bà con cô bác trên kênh của con, ai cũng được hưởng cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin chư thần chư thánh chư vị thần linh đèn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc cho. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin đón nhận số thể sâm, con xin các ngài độ giúp cho bà con cô bác trên kênh, ai cũng được hưởng cái lộc ngày thứ hai đầu tuần. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đón nhận số thể sâm. Nam mô A Di Đà Phật. Số thể sâm, số thể sâm là số 19 nha bà con, 19, 19 ha, 19, 219, 219 ha, 219 nha bà con, 19 thứ hai đầu tuần rất là đẹp, ha, rất là đẹp nha bà con, 219, 219 nha bà con ha, bà con ghép dùm cho giác lợi là 219, thứ hai đầu tuần là 219 ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin các ngài độ cho,
Mô Di Đà Phật, con cũng xin các ngài độ cho số tẩy xâm 29 có cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần, giúp cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, con cũng vừa xin chư thần chư thánh chư vị thần linh, số thầy xăm là số 19, con cũng trình Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, các vị long thần long thiên hộ miếu xin độ cho bà con cô bác được cái lộc số 29, và con cũng xin đón nhận số thầy xăm Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành đã độ ban cho, con cũng xin đón nhận số thầy xăm Đức Mẹ Phật Bà là số 75 và 1975. Quá đẹp bà con, ngày thứ hai đầu tuần 1975 rất là đẹp. Giác Lợi có cái linh tính là Giác Lợi cầm số thẻ xăm 75 của bà trên tay nè. Hôm nay Giác Lợi có cái linh tính là sẽ về Đại Tiền Giang Kiên Giang trước cho bà con. Bà con thử coi có Đại Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt, hôm nay con số 75 này sẽ về trước cho bà con ha. Rồi bà con ghép giùm cho Giác Lợi thứ hai đầu tuần là 275. Còn hả bà con ghép ngày chủ nhật này là 875 giùm cho Giác Lợi ha, 875 giùm cho Giác Lợi nha. Hả bà con ghép ngày chủ nhật này là 875, còn bà con ghép ngày thứ hai đầu tuần là 275 nha. Nam mô A Di Đà Phật, con cúng xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, đèn trời soi sát xin độ cho số thầy xăm 275 219 có cái lộc ngày thứ hai đầu tuần, để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc ngày thứ hai đầu tuần. Xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, đèn trời soi sát chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em đã ủng hộ kênh trong thời gian qua, và xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Miếu đây bây giờ là ví dụ bà con cô bác hàng giờ có anh chị em nào ủng hộ cho cái chuông là quá tốt, và con cái chuông chừng 2 tấc thôi để mình cúng kiến mình thức chuông đó. Có anh chị em nào có ủng hộ được cái chuông là quá tốt luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Mà Giác Lợi sợ để đi mất thôi chứ, sợ mất thôi chứ, mà chắc chuông để đây không ai lấy đâu. Người ta lấy người ta về ta làm ta mang tội người ta chứ có gì đâu. Mình thành tâm, nếu anh chị em nào có lòng ủng hộ chiều nay ra mai bà độ cho chính xác cặp số này, bà con ủng hộ thỉnh cái chuông ha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn tất cả bà con nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, đèn trời soi sét xin ban phước ban lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Và thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, tai qua nạn khỏi. Ngày thứ hai đầu tuần được hưởng cái lộc cái ân đức của Đức Mẹ Phật Bà. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, đèn trời soi sét xin ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.